xin em này. Đi tắm nào. Nào. Đi tắm nào. Chú chín, đi tắm. Hôm nay mới sắm chiếc chậu siêu to khổng lồ để tắm cho chú chín. Nào, đi tắm. Đi tắm nhá. Cấm cứ bỏ ra ngoài. Đi tắm bị nặng quá. Nặng quá, nặng quá. Chú chín ơi, đi tắm nha. Lần đầu tiên chú chị được tắm sớm không hả? Nước ấm nha, thích nha. Bố cải đang tắm thì lại chạy trốn rồi, trốn kia rồi. Không thích trò người tắm cho con như nào cả, hỏi bố lắm. Chú chị. Năm ngoái thì bọn chú chị mình tầm 27-28 ngày là bắt đầu tắm lần đầu rồi. Do nó bẩn, năm nay thì mình nuôi sạch. Nên là bọn này tầm 34 ngày mình bắt đầu tắm. Nhưng mà vẫn rất là sạch sẽ. Hôm nay gọi là kinh nghiệm hơn, nuôi ở nhà hơn năm ngoái. Chú Chít ơi, nào, sớm không ạ? Tầm chục ngày nữa cho chú Chít tập bơi nhá. Tầm chục ngày nữa chú Chít tập bơi không? Chiếc chậu siêu to khổng lồ. Sữa tắm nha. Chú chít. Tắm sẽ thường ho. Lần đầu tắm lại thích không? Tắm xong tha hồ luôn đi. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Cô bé số 2 này, anh phải tận mặt anh thật. Tận hợp. Ê, xong rồi nào, lúc lần này là xong rồi nào. Đấy, lúc lần này là xong nha. Sạch sẽ thơm tho. Thank you.
nặng quá. Mệt. Rồi, xong rồi. Phật bừng nhá. Đứa nào bỏ được ra ngoài. Phần thưởng. Đây, ông này đây, ông Cam đây, số 6 đây. Nãy giờ nhỏ quá, không trèo ra ngoài được. Đây 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 đây, phần thưởng cho chàng trai ngoan, cậu bé ngoan nào, ra ngoài bố mẹ đi. Tắm xong ra ngoài bố mẹ đi. Nào, bố đi. Bố đi. Bố đi, bố đi, chú chít bố đi. Hả? Chút chít bố đi ô cà rốt đây chui vào trong chậu nằm gọn trong chậu đây à? Hả hả muốn một xin một phép về tuổi thơ à cà rốt ô kìa rốt đây hả to rồi bằng này còn thích tắm chậu à từ mai tắm chậu nhá thích tắm chậu luôn không đây bọn chút chít đây vừa tắm xong thưởng cho gọi là một ít sữa mẹ bình thường là không cho bố mẹ nữa đâu. Cô cái ngồi trông con bú à hả cô cái đây là phần thưởng cho Kim Chi vì đã cho con bú này Kim Chi nào ơ cà rốt cái đừng có ăn tên ai có phần à Kim Chi nào mỗi đứa một cây cà rốt đây chàng trai còn ngồi gọi là lấy khăn tắm cho em nè nào cà rốt đây đấy ngồi ơ kìa này hai cái này ăn chanh à đây cô cái đây cao cao ngồi hai chân ngồi xuống ngồi hai chân rồi ăn nào. Ô, Kim Chi không ăn xúc xích à? Thế nhưng Kim Chi là kiểu nhường cho con ấy. Thôi ăn đi, ăn đi. Kim Chi ăn đi. Kim Chi kiểu nhường cho con ấy. Chút chít chưa ăn được đâu, Kim Chi ăn rồi. Kim Chi nào, ăn nào. Ăn đi. Ăn đi, ớt kia. Kim Chi kiểu nhường con ấy, không ăn ấy. Đấy, Kim Chi có cây xúc xích là nhường con không ăn. Bây giờ mình phải nhốt riêng trong này. Nhốt trong này thì mới ăn, dám ăn. Còn ở bên ngoài với chút chít là không dám ăn đâu. Nhường con ấy, ăn đi. Đấy, cho trong này ăn ngay này. Ăn nào. Thằng béo này mày ăn nhiều rồi. Nó cất đây cho một tí phụ này. Ăn đi.